lần review cuộc sống bằng Lan của Linh là do hồi nãy Linh có quay trên đường đi siêu thị thôi, chứ Linh cũng không có quay cho các bạn xem là Linh đi siêu thị Linh mua những gì. Bởi vì là ngày hôm nay Linh rất là vội, còn có 20 phút nữa là Linh sẽ học tiếng Anh rồi, cho nên là Linh đi vô siêu thị Linh mua đi như siêu nhân vậy các bạn. Linh mua bóc này bóc kia Linh mua thiệt là nhanh luôn để Linh đi về để Linh kịp giờ học tiếng Anh nữa, cho nên là Linh không có quay cho các bạn xem là Linh đã mua những gì. Nhưng mà sau cái giờ học tiếng Anh của Linh á, Linh sẽ quay cho các bạn xem là Linh chuẩn bị gì cho buổi tối ngày hôm nay nha. Bởi vì hôm nay có bạn của chồng Linh tới chơi, họ tới chơi và họ ngủ lại luôn, cho nên là Linh phải chuẩn bị đồ ăn trong tối nay và dọn dẹp nhà cửa, rồi chuẩn bị phòng ngủ cho họ để họ ngủ lại. Rồi Linh còn về Linh mở cái phòng, Linh chuẩn bị cái phòng tắm sauna, tắm hơi nữa các bạn. Linh cần chuẩn bị rất là nhiều thứ luôn. Nhưng mà đó là lý do tại sao Linh vội và Linh phải cần học tiếng Anh nữa, cho nên là hai ba thứ nó cứ dồn vô của mình nên làm, mà cho nên là Linh hơi vội vàng nên không có quay cho các bạn xem được. Nhưng mà lát nữa học xong Linh sẽ quay video cho các bạn xem là Linh sẽ đãi khách ăn những gì và Linh sẽ chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay như thế nào nha. Đây mọi người ơi, là Linh hôm nay Linh đã chuẩn bị món salad cá hồi xông khói các bạn. Đó, gồm cà chua, dưa leo, hành tây và salad. Ở đây là Linh có thịt cừu nha các bạn, sườn cừu Linh đã ướp sẵn rồi, rửa sạch Linh ướp rồi. Giờ là đó, sườn cừu như vậy nè các bạn. Đó, mình sẽ nướng là một miếng như vậy. Rồi khi ăn là người ta sẽ cắt từ từ. Đó, bây giờ Linh bỏ tụi nó vô tủ lạnh. Giờ chưa tới giờ cho nên là Linh không có để ở ngoài được. Linh đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Một hơi nữa nướng Linh sẽ quay cho các bạn xem. Chơi ở nhà Linh và họ sẽ ngủ lại. Welcome. Ok, bây giờ chồng Linh sẽ dắt họ đi bỏ quần áo vô phòng ngủ. Đây là tầng dưới của nhà Linh. Đây là tầng dưới của nhà Linh. Và đây là phòng để cho khách ngủ lại. Đây là phòng để cho khách ngủ lại. Và cái ghế đó chúng ta sẽ kéo ra và sẽ ngủ được. Đây là phòng tắm hơi của nhà Linh. Giờ Linh sẽ vô tắm hơi. Sẽ quay cho các bạn xem phòng tắm. Đây là phòng tắm của nhà Linh nha. À, đây là phòng tắm hơi, tắm sauna đây các bạn. Đây, bây giờ mọi người sẽ thay đồ. Mình đi tắm và tắm hơi trong này. Đó. Tắm hơi, tắm không có bận đồ các bạn, cho nên là Linh không có quay cho các bạn xem được. Với lại cái phòng tắm nó nóng lắm nên không có quay được. Với lại trong phòng tắm hơi cái nhiệt độ nóng gần 100 độ C lận, cho nên là Linh không có quay cho các bạn xem là Linh sẽ tắm. Okay, now you show. What you have? You... No. Con vịt chồng Linh đóng ngon, Việt Nam cũng thích lắm các bạn. Con vịt nó có đèn á, chồng Linh cũng thích lắm. Và sau khi tắm hơi là mọi người sẽ ra ngoài này nè các bạn, ra cái phòng khách, phòng nghỉ ngơi, relax ở ngoài này. Là mình tắm hơi xong á các bạn, là cái mồ hôi của mình nó ra rất là ướt người luôn. Cho nên là mình sẽ ra đây mình ngồi mình uống. Bởi vì mình ra mồ hôi nhiều quá là mình phải uống nước để bù vô lại á. Rồi chúng ta sẽ uống một lon bia hoặc là ly nước suối hoặc là bất cứ thứ gì các bạn muốn. Uống xong rồi cho ráo mồ hôi các bạn lại chui vô đó tắm thêm một lần nữa. Là mỗi người tắm mỗi lần vô là 10 phút. Rồi đi ra ngồi nghỉ ngơi 5 phút, 10 phút gì đó rồi vô lại. Này, đây là cái dàn rượu mà vợ chồng Linh chỉ mới uống có mấy tháng thôi đó các bạn. 2-3 tháng gì thôi. Mình coi này. Rượu đầy đủ luôn. Các loại rượu chai uống xong là dắt cho như vậy nè các bạn đó. Dắt nó vô cái kệ như vậy nè, chứ không có dục bừa bộn như
cho bên mình đâu. Đây là xe đạp để chuẩn bị mùa hè nè, là đồ đánh góp, xe đánh góp. Các bạn chắc cũng biết hết rồi. Đây là cái phòng mà relax sau khi tắm sau nè. Có nhiều bạn nói nên là quay video hơi rung, nhưng mà biết sao không, là Linh đang đi tìm cái cây cầm để mà quay video không có rung á. What you do? Thì câu sau là nào? Ok. No, don't care. It's okay. I go over, so, I make everything. I if this, sometimes it's not nice, I cut. Yes. And I make yeah. meat, have something to so get. So you know a lot of about this. Cheers. Cheers. Have enjoyed. Yeah. So I make cherry. You look. It's my cherry. Ah, cherry. Now come, a little bit. Good. You look. Yes. And is that as well? No, no. This no, no. It's apple. Different. Yeah. Or something. Yeah. Yes. Yeah. Okay. It's good. Yeah. This is beautiful flowers. Yeah. Đây mọi người. Tắm xong nè, xong á là mọi người bị ướt người nhiều mồ hôi ra gì nè, mồ hôi ra uống một lon bia hoặc là ít nước gì đó rồi cái cho người mình nó lấy lại nước đó các bạn. Xong rồi cái mọi người nói chuyện với nhau vậy nè. Hi hi. Mọi người nói chuyện với nhau vậy rồi cho ráo mồ hôi á các bạn. Rồi vô tắm tiếp. After sauna. Between sauna. This is between sauna and relax. No niin, sieltä. Lisää saskeita miehiä. Niin. Silti tippuu housu. Ei. Ei tippuu. En mä niin paljon vaihtunut. Vaikka olenkin. Niin. Siinkö mä tulen? Joo, eiks mä mihin vaan nää kuivuu. Kyllä ei tarvi laittaa nää kuivuu. No, mut kyllä tuolla. Overnight. We talk and singing. Oh, we at least we last talk. Last time he promised with me, he's singing for me. Oh. He, okay, he you sing as well? Yeah. So. More drinks. We are audience. We have shisha and we have karaoke. We have karaoke. We have music. We dance. Okay. We have a lot of things. No, no, the plan is to have a sauna and eat. But after that, we have tomorrow I work. Yes, and tomorrow I need to work. You have holiday, Riku has holiday. Kaya has to work too. Yeah, we have to work with Kaya. Yeah. Cannot have 2:00. Only 1:59. Distance between golf field from here? 1 point. Golf field. But there is golf field right there. Yeah, that's... You have on yeah. this one. Yeah, but there is forest. Yeah, yeah. Is it rented or is it not rented, it's your own. Yeah. This golf carriage. There is Pikala. That's cool. Tommosella mä haluaisin mä töihin. Nobody else. Täällä on kaikilla. Can they sell me one? I would go to work every day. But you need to register. That is not registered. But no, they should have their bicycles gone. You can buy a motorbike. On täällä joku, joka on rekisteröinyt tieliikennekäyttöä. Okei. Laitan. Mỗi lần nướng ra Linh sẽ nướng thịt cho các bạn xem nha. Địch cầu bên này ăn là ăn miếng vậy nè các bạn. Nướng miếng vậy rồi xong cái hơi nữa ăn cái mọi người tự cắt thôi. Và mua được cái miếng khăn là đã chưa các bạn? Mua được cái miếng khăn nhức nhắc luôn.
tay luôn các bạn, nặng tay luôn. Cà rốt này, cà rốt mini. Để nắp lại. Thì Linh hẹn giờ 15 phút sau Linh mở ra, đổi một lần, trở mặt một lần rồi cái bắt đầu xong, trở mặt xong rồi cái Linh trở mặt lần nữa là chính. Big. Nè các bạn, mình có bartender. Avete solo tutta parte nostra la coreazione. Mä muista, muista käymään. Ja mä tiedän kyllä, että se oli. Mä tiedän, että se oli se, joo. James Browni on kyllä käynyt katsomassa. Se oli kova. No, Lauri, se antoi odottaa siellä. 20 000 ihmistä odottaa, vai hän ottaa pientä drinksua niin hotellihuoneessa ja 20 000. Very good. Picture. Ê, mọi người, bây giờ mọi người sẽ ăn món khai vị là salad trước, rồi xong mới ăn thịt sau. More smile. Now was normal. And then we have the. Oh no! Yeah. I love it. Yeah. I love you. Okay. Now you and the grill together. Thank you. All right. That the grill investor. Niin kuin meillä oli joskus kaasua ja hiiltä, mutta ei ollut sähkö. No niin, no pitää sähkögrilli olla. Niin, aivan. Ne on parantunut meillä niin paljon. Salat, aukosalat. Funny, we have small plates for the salat. Oh, yeah. Ai, juuri. Yes. Here comes the aeroplane. Ensimmäistä asiasta, joka on yhdessä söinyt. No niin. Hän teki ruokaa ja pisti mun suuhun. Niin. So
did you put this sauce? My sauce. Se on oma sauce. Yeah. Se myy noita sauceja. Tota, niin kuin salaattiin ja sitten lihalle. Tämä on niin kuin liha, lihakastike ja tässä on tekee ja myy näitä. Siis tämä. Niin, tässä on yksi, tässä on salaattisoussi ja tämä on eri, mitä hän tekee taas lihalle ja kalalle. Tekee täällä. Ken Woodit kävi, että välillä oli vähän vaikea tehdä töitä etänä. Ken Woodin jauho tota, chiliä täällä näin. Niin kuin. Do you have this sauce now to share? So maybe we can buy tomorrow with us. Oh, now I have plan. Yeah. Mm-hmm. For how long time it goes you well? Can live 6 months. 6 months. Yeah. Okay, yeah. I have barbecue sauce, salad sauce, and this one for you can eat with seafood or everything. Đây mọi người, bây giờ tới món món mặn này. Linh đã nướng xong rồi nè các bạn. Mọi người sẽ cầm dĩa tới đây mà lấy. Oh, really good. You so for them. Show come in. Đó, các bạn nướng thịt là phải đỏ như vậy đó. You give carrot for he. Carrot. Ja sitten vielä pieni siivu tätä sisään. No jos siinä on kahta, niin mulle sitten yksi kylki ja yksi pala. One and one. Hey, các bạn, chồng Linh đang cắt cho mọi người. Really good, my love. Các bạn xem miếng sườn hấp dẫn chưa? Cà rốt. Thăng, thịt thăng. Ok. On. Aina tulee. No. So we use this sauce with this? Yes. Now, okay. Yeah. You cut the first. Yes. Let us show you. Yes, and then you like that and yes. You eat. Mm. No. Okay. It's spicy, you careful. Okay, okay. Mä en pysty kyllä ilman tätä syömään. Niin, sitä ei kannata ihan hirveästi. Sä saa eri vahvuuksinakin, mutta miksi? Saa sitä ostaa mietoa tuota surusinappiin. Miksi ostaa, että näkee vaan sama hinta, että sitä voi laittaa vähemmän. Niin, mä tiedän. Mäkin otin. Hei, bye! Bây giờ các bạn ơi, bây giờ ăn xong rồi, bây giờ mọi người sẽ khui champagne. I sing. Yes, you can sing champagne song. No more champagne. Happy New Year, they say no more champagne. No more champagne. Herran buvignon.
ăn dessert, quên ăn, ăn món chính xong rồi các bạn. Bây giờ là tới khu champagne để ăn dessert. Đây con dao, dao của chồng Linh nè, để khui champagne nè các bạn. Đó, đó. Kim Nhật, Kim Nhật. Ok. Yes, really good. One. Eikö sä tuonne, eikö sä Kaijan nähnyt aikaa? Okay. Olen. Listen to me. Mä oon tehnyt. Joo, olen nähnyt. One, two. Wait. Very difficult. One, two, three. Oh, really good. Smiling. Now we have champagne with dishes. Đây con dao đây các bạn. Kyllä mä muistan, muistaa tätä. Olla, olla, avaa nyt se pullo. Only my voice. Wait. One, two, three. Hienosti meni. Tuonne pampien metsästä. Okei, okay, katsotaan, no. Vielä en lisät. Okei. Okay. Cheers. Cheers. Hyvä, hyvä, että kutsumme tulla tänne. Kiitoksia näin. Kutsusta. Hei, bye. Joo. Have a nice night. Puolet elämästä hyvää ystävyyttä. Niin. Mm. Kyllä. Mm. So good. Oi. Tämä on semmoinen pahtu. Sokeri, pahtunut sokeri. Kyllä. Se tekee tämän. Tämä on valkoista rypäleistä. Yep, they have a dish. Not your egg. Babe, ja te kat mời hát nha các bạn. On miestä mustanaan, ne yllää koko maan. Nyt bananeita kannetaan, ne muille annetaan. Pistetään banaania poskeen, kisauela. Pistetään banaania poskeen, kisauela. Pistetään banaania poskeen, kisauela. Muistatko sitä? Vanhan simpanssin, ei maadu aivoin. Helvetissä bananeita viedä laivoin. Lamppu syttyi sen, tuon viisain eläimen. Myös bananeita hakin serkku valkonaamainen. Pistetään banaania poskeen, kisauela. Pistetään banaania poskeen, kisauela. Pistetään banaania poskeen, kisauela. I'm trying to get off.
Penin taihoisan säät, ruusut kun näen hehtuvan. Syömeni kultaa se on, tunnetta arvaamaton. Tuskailla uuni soi. Bây giờ chuyển vô trong phòng khách rồi nha các bạn. Hát ở ngoài sợ ảnh hưởng tới hàng xóm á. Bên này á, mà nếu mà hát ảnh hưởng hàng xóm họ gọi police á các bạn. Họ gọi công an tới á, là phiền lắm, cho nên là đi trong nhà hát. Sợ ảnh hưởng tới hàng xóm nên là phải vô trong nhà ha. You raise me up.
raise me up to more than I can be. It's my favorite song. Kitos, thank you so much, so sweet, I love it. Xem nhớ đừng quên bấm cái nút mũi tên xuống ở bên góc phải màn hình cho Linh để đăng ký lên kênh của Linh rất là dễ dàng, và các bạn sẽ có được những video vui hơn, thú vị hơn, và follow kênh của Linh mỗi ngày nha các bạn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Now you say bye bye.